Lại gửi lời chào anh em từ Gaikindo 2023 và phía sau tôi là chiếc Toyota Yaris Cross mẫu xe sắp xuất hiện tại Việt Nam và được rất nhiều anh em quan tâm. Trái ngược với dự đoán của tôi vào thời điểm chiếc Toyota Raid thị trường Việt Nam thì thực sự là bây giờ phân khúc crossover hạng B mới là phân khúc cực kỳ sôi động và có quá nhiều đối thủ xuất hiện. Ngay vừa rồi thôi, cách đây khoảng 15 phút thì chúng tôi vừa mới tham dự lễ ra mắt của chiếc Mitsubishi XFC phiên bản thương mại hay còn gọi là Mitsubishi X-Force. Và ở đây chúng ta có một mẫu xe thuộc diện đối thủ của chiếc X-Force xuất phát từ nhà Toyota và chắc chắn là sẽ xuất hiện ở Việt Nam thời gian tới, chiếc Yaris Cross. Mẫu xe này thì thực tế mà nói là vào thời điểm nó ra mắt thì có khá nhiều anh em tỏ ra thất vọng với nó vì nó sẽ là một chiếc xe mang DNA Đông Nam Á chứ không phải là chiếc Yaris Cross mang DNA châu Âu giống như mẫu xe mà chúng tôi quay tại thị trường Singapore. Tuy vậy thì tôi cho rằng đây sẽ là một bước đi khá hợp lý của Toyota để xâm chiếm vào phân khúc hạng B đang cực kỳ là đông chật hiện nay. Và trái ngược với chiếc X-Force thì chiếc Yaris Cross ở đây đã có giá rồi. Ở thị trường Indo nó sẽ có giá khoảng từ 560 triệu cho tới 680 triệu tiền Việt Nam. Và nếu mà chúng ta nhân ra sơ bộ thì có thể tưởng tượng ra chiếc Toyota Yaris Cross này sẽ xuất hiện ở Việt Nam với mức giá đâu đấy khoảng từ trên 700 triệu cho đến 850 triệu cộng. Có cái mức giá cộng đó thì các bạn có thể nhìn ngay vào đây thôi. Lý do của mức giá cộng đây, đó là phiên bản Hybrid HEV. Mẫu xe này thì như công thức chung của tất cả những chiếc crossover hạng B ra mắt thời gian gần đây, nó sẽ chia sẻ chung động cơ có mã 2NRVE với chiếc Toyota Veloz và sẽ là máy 1.5 105 mã lực. Con số này thì cũng không phải là diện yếu mà cũng không khỏe trong phân khúc. Và như tôi vẫn chia sẻ với anh em là cuối cùng thì mọi chiếc xe sẽ đều phải mang ra chạy thực tiễn thì các bạn mới biết được là nó hay hay dở chứ không thể nhìn trên thông số được. Còn với phiên bản Hybrid mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây, nó sẽ sử dụng vẫn là máy 2NRVE kể trên nhưng sẽ chuyển sang chu kỳ Atkinson và do đó thì công suất hạ xuống đi kèm với mức tiêu hao nhiên liệu tốt hơn và chúng ta sẽ có sự hỗ trợ của máy điện nữa. Thông số chi tiết thì tôi tin rằng mình sẽ không cần phải lặp lại vì anh em nào mà quan tâm mẫu xe này thì các bạn chắc cũng đã tìm kiếm thông tin về nó khá nhiều rồi. Tuy vậy thì có một điểm đáng nhắc tới ở đây, đó là với phiên bản Hybrid thì Toyota đang thể hiện một cái quyết tâm rất sâu sắc bằng việc là thiết lập phân khúc các mẫu xe Hybrid nói chung ở thị trường Việt Nam. Và chúng ta sẽ thấy điều này với chiếc Yaris Cross sắp xuất hiện ở Việt Nam, chắc chắn là sẽ có bản Hybrid. Với phiên bản Hybrid thì một đặc điểm tổng thể mà các bạn có thể nhìn thấy ở chiếc xe này, đó là nó sẽ có sức kéo tổng thể là cực kỳ lớn so với các mẫu xe khác ở trong phân khúc. Và đó phần nào lý giải được cái giá bán có thể sẽ rất cao Yaris Cross. Và đặc biệt ở đây là các bạn đang trưng với phiên bản GR Park. Nó giống như là phiên bản AMG Styling của các mẫu Mercedes, tức là nó sẽ có các cái bộ phận, ví dụ như cái phần cản trước, cản sau ở đây, hay là phần body kit thể hiện mức độ thể thao chứ nó không có cái can thiệp gì vào phần động cơ cả. Rồi, tiếp đó thì chúng ta sẽ đến, vẫn rất phải xin lỗi anh em là trong một video walk around rất nhanh và one shot như này thì đôi khi rất khó để các bạn có thể theo dõi được một cách liên lạc, thì thường xuyên có người đi qua khung hình và tôi cũng không biết làm thế nào để có thể cản trở họ. Vì Gaikindo 2023 là một lễ hội xe hơi cực kỳ đông, rất nhiều mẫu xe. Rồi, chúng ta quay trở lại vào chiếc Toyota Yaris Cross. Ở đây, thứ mà các bạn cần quan tâm đầu tiên đó là phần kích thước. Nếu như chiếc Mitsubishi X-Force gia nhập vào phân khúc với một phần kích thước tổng thể là đặc biệt lớn và ấn tượng, thì chiếc Yaris Cross ở đây mặc dù mang DNA Đông Nam Á nhưng nó lại sẽ chỉ có kích thước thuộc diện khá khá trong phân khúc thôi. Đồng thời thì các bạn sẽ nhìn thấy đặc biệt là phần đầu xe, phần lưới tản nhiệt hay là phần đèn, rồi các cái thiết kế tổng thể ở đây đều rất là mang màu sắc của chiếc Toyota RAV4 và cộng thêm cả một chút hình ảnh của chiếc Toyota Corolla Cross nữa. Kích thước không quá lớn nhưng một thông số đặc biệt đáng quan tâm ở đây là 2620mm trục cơ sở sẽ là con số lớn nhất phân khúc hiện nay nếu các bạn không tính những chiếc hạng B cộng như là Cross, Toyota Corolla Cross hay là chiếc HRV vào. Ta sẽ đi một chút xíu nữa để anh em chiêm ngưỡng cái phần thiết kế phía bên ngoài của xe. Tôi cho rằng chiếc xe này sẽ là một minh chứng cụ thể nữa của việc là bây giờ các cái nhãn xe Nhật nói chung không còn đi theo xu thế là tạo ra những mẫu xe theo kiểu quá thực dụng nữa mà họ rất chú trọng vào bề ngoài và option. Và chiếc xe này sẽ là ví dụ, nó sẽ về Việt Nam với rất nhiều option, anh em tin tôi phần này. Về các cái thông số thì có lẽ là không còn gì quá nhiều sự đặc biệt nữa. Tôi sẽ để anh em chiêm ngưỡng hình ảnh là chính thôi. Phần thiết kế đuôi xe cũng rất đẹp mắt với cái kiểu
đèn hậu sắc nhọn. Đấy. Phần đèn này lúc lên đèn nhìn rất là đã. Và cái thiết kế cái lưng nó hơi gù gù đằng sau này cũng lại là Toyota RAV4, không thể cãi được. Nói chung là Toyota thì họ có vẻ như là khá là thấm nhuần cái idea đó là mang tất cả những cái hình ảnh của các mẫu xe Bắc Mỹ ấn vào các thiết kế cho thị trường Đông Nam Á, và như thế là thành công. Và thực tế là như vậy. Bất cứ cái mẫu xe nào mà nhìn na ná các mẫu xe Bắc Mỹ là sẽ thành công ở Việt Nam. Rồi, chúng ta sẽ dành thời gian tiếp tục để khám phá phần nội thất sau khi hai anh này xem hết ạ. Là rằng cũng tương đối đẹp và kích thước lớn. Nếu mà mang về Việt Nam với lốp Bridgestone Touranza như này thì cũng là khá là ok. Và tất nhiên rồi, tương tự như là chiếc X-Force thôi, các bạn đừng kỳ vọng là có treo đa điểm ở phía sau. Chắc chắn là sau là thanh xoắn, phía trước là MacPherson rồi, không có gì phải bàn cãi. Rồi, chúng ta đến với phần nội thất. Trước hết thì có lẽ là anh em sẽ muốn ngó qua một chút xíu về các cái chi tiết khá là điệu đà ở đây. Bộ ghế cũng có chỉ màu xanh nhìn bắt mắt này. Và chi tiết này thì có lẽ là sẽ rất nhiều bạn đặt câu hỏi vì nhìn nó khá là vướng. Tôi cũng không biết nói như nào, nhưng mà có lẽ đây là một cái sự đánh đổi thôi, tạo ra một cái phong cách gì đấy đặc biệt. Còn tổng thể thì các bạn sẽ nhìn thấy nội thất của chiếc Toyota Veloz được lặp lại ở đây. Với phong cách vô lăng này, màn hình hay là các cái cụm điều khiển điều hòa nói chung. Chiếc này là chiếc hybrid nên các bạn sẽ nhìn thấy cái nút khởi động màu xanh, rồi ở đây hộp số có cấp số B nữa. Tôi sẽ di chuyển lại một chút xíu cho anh em nhìn rõ. Ok. Khá đáng tiếc là ở đây thì chúng tôi không có chìa khóa để có thể nổ máy lên cho anh em xem. Nhưng mà về cơ bản thì chiếc Yaris Cross Đông Nam Á và phiên bản hybrid này, đồ chơi của nó gọi là full vè vè. Anh em nhìn này. Đèn tự động này, đèn tự động pha cốt này, cảnh báo va chạm phía trước này, vân vân. Bộ ADAS là có rồi này. Ghế điện tôi vừa điều chỉnh xong. Điều hòa tự động, màn hình cỡ lớn, không có loa hàng hiệu nhưng mà có kính trời toàn cảnh. Ở đây là kính nha. Nó không phải là cái cửa đâu các bạn, nó chỉ là kính thôi, một tấm kính thôi và có tấm chắn. Bộ ghế thì cũng đây là phiên bản GR Sport nên là các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ GR đẹp đẹp ở đây thôi. Nhưng mà tổng thể thì cái ghế kiểu này ngồi cũng sướng đấy. Cảm giác nó khá là Cora Antis. Và một cái chi tiết kiểu điệu đà hiện ra đấy. Thế bây giờ đừng ai nói các xe Nhật là đơn giản, tối giản này nọ nhá. Xe Nhật bây giờ thực sự là rất là màu mè. Ok, và chúng ta sẽ cùng khám phá một chút cái không gian hàng ghế phía sau. Tôi đã chỉnh cho phần ghế này là vừa với cái vị trí ngồi của mình rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ ngó một chút cái không gian hàng sau. Về cơ bản thì đây sẽ là điểm yếu của chiếc Yaris Cross khi đặt cạnh Seltos Creta hay Mitsubishi X-Force. Nó cái không gian như này thì sẽ là ok thôi. Tôi sẽ lật máy lại một chút để có thể nói chuyện với các bạn. Ok, anh em nhìn được phía này thì ok thôi. Cái không gian kiểu như này ấy, nó sẽ chỉ là ok thôi chứ không phải là rộng đâu. Bây giờ so với phân khúc crossover hạng B nói chung thì không gian như này không thể gọi là rộng được. Và đặc biệt nếu các bạn mở video về chiếc X-Force mà tôi vừa quay thì không gian như này quá đuối luôn so với X-Force. Và đây sẽ là điểm yếu rất lớn của Yaris Cross. Không gian phía trên đầu thì cũng khá là ok và độ ngửa cũng vậy. Tôi đánh giá khá là tốt hai cái điểm này. Độ ngửa thì không tốt bằng X-Force nhưng mà không gian trên đầu thì ok. Có cửa gió điều hòa hàng ghế sau. Đây sẽ là điểm cộng, chắc chắn là điểm cộng. Phần cốp, có lẽ chúng ta sẽ qua phía sau để nhìn cốp dễ hơn. Chiếc này có lẽ sẽ không được bán ở Việt Nam với phiên bản AWD đâu, hoặc là có AWD ở đâu đó, nhưng mà cũng có cái cục gò ở phía giữa và thực tế là ngồi đây sẽ khá khó chịu đấy, ngồi sẽ khá cứng. Ok, anh em ngó lại một chút cái phần nội thất. Tương đối ổn, phong cách và phần cửa ở đây thậm chí với tôi là nhìn còn tương đối màu mè nữa. Rồi, chúng ta sẽ dành nốt khoảng 30 giây còn lại của video này để xem phần cốp. Chiếc này trục cơ sở rất lớn nhưng mà làm cái xe nó hơi đặc theo kiểu xe châu Âu nên là nó sẽ không có lợi thế về mặt... Ái chà, cốp điện. Đấy, các bạn thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Bây giờ mà nói xe Nhật, ít option là sai nhỉ? Cốp rất rộng. Đấy, phần đáng tiếc là như vậy. Cốp rất rộng nhưng mà lại làm cái điểm cuối cùng của cái tựa lưng ghế chỉ đến đây thôi nên độ ngửa nó không đã lắm. Và lẽ ra mà làm cái bộ ghế lùi lùi lại phía sau một chút xíu thì sướng hơn. À, lấy ba lô đã. Tí thì quên. Rồi, về cơ bản thì đó là tất cả những cái thông tin sơ bộ tổng thể mà muốn chia sẻ với anh em về chiếc Toyota Yaris Cross phiên bản Đông Nam Á. Và tất nhiên là nó được xây dựng trên nền tảng
DNGA của Daihatsu chứ không phải của Toyota. Điều này như các bạn biết rồi, tôi cũng không phải lặp lại. Nhưng nó sẽ là một mẫu xe mà hấp dẫn ở điểm ngoại hình đẹp, có nhiều trang bị và có hệ động lực hybrid. Một vài chia sẻ rất nhanh như vậy, còn các bạn buộc phải chờ đến ngày ra mắt mẫu xe này ở Việt Nam. Tôi dự đoán đâu đấy khoảng tháng 9 thì chúng ta mới có thể có những cái nhận định sâu hơn được. Ok, cảm ơn anh em. Đừng quên theo dõi loạt video khác của chúng tôi tại Gaikindo 2023.